Đây, xin chào các bạn. Hôm nay nhà mình làm món trứng bột mì nha. Món bánh bột mì. Bánh bột mì đơn giản, dễ làm và rất chi là ngon. Đây, nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị là bột mì này, đường này, với lại sữa. Sữa đặc ấy. Đây, đường đây. Sữa đặc đây, sữa ông thọ ạ, bột mì và trứng. À, nhà mình làm 4 quả trứng nha. Rồi. À, nhà mình làm 4 quả trứng khoảng 400 g, gần nửa cân bột mì. Nửa bát đường và nửa bát sữa. Bây giờ chúng ta tiến hành đánh trứng lên. Chúng ta cứ đánh đều trứng lên trong vòng khoảng 5 phút. Trứng bông lên và chuyển sang màu sữa sữa đấy. Đây, sau khi đánh được một hồi khoảng 2-3 phút rồi, trứng nở lên gấp đôi rồi thì chúng ta cho đường vào để đánh đều lên nhá. Không sợ đánh lúc sau đánh thì đường nó sẽ không tan. Đây, chúng ta cho đường vào để đánh cùng với trứng nha. Đấy, chúng ta đánh được một nửa thời gian rồi thì chúng ta cho đường vào đánh để cho nó tan đường nha. Đánh cùng với trứng luôn. Trứng nở rất nhanh. Đây, khi chúng ta đánh trong vòng khoảng 5 phút, tôi đánh nhanh thì khoảng 5 phút, nếu mà các bạn muốn kỹ hơn thì đánh tầm 7 đến 10 phút để cái trứng của chúng ta nó chuyển sang màu sữa rồi nha. Mà nó bông trứng, nó nở trứng ra thì chúng ta cho vào cái to hơn và để trộn sữa với lại bột mì nha. Đấy, các bạn cho bột mì vào, cho sữa vào và cho trứng vào, các bạn đánh đều lên. Đấy, các bạn cho 4 quả trứng này, một bát đường, một bát sữa này, các bạn cho khoảng 400 g bột mì. Đấy, sữa đặc, sữa ông thọ ạ. Các bạn cho sữa, cho trứng vào, các bạn đánh đều lên nha. Các bạn đã thấy ngon chưa? Chưa cần rán luôn. Chúng ta đã thấy nhìn đã rất chi là ngon rồi. Rồi, các bạn đánh thật đều lên. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất dẻo. Rất dẻo, rất ngon.
Chúng ta ngoái đều lên rồi cho ra rán nha. Đấy các bạn xem, khi chúng ta ngoái và chúng ta nhấc lên nó đều mà nó dẻo quẹo rồi đấy. Đấy rất chi là dẻo đấy. À, chúng ta đã hoàn thành, đã xong. Và chúng ta cho lên chảo để rán ra những chiếc bánh thơm ngon nha các bạn nha. Đây nha, chúng ta bắt đầu cho dầu vào để rán nha. Cái này thì các bạn không nên cho nhiều dầu, cho ít dầu thôi. Ướt hết một lượt đít chảo là được chứ không phải các bạn đổ ngập mỡ đâu. Cho vừa dầu là được các bạn ạ. Chúng ta đợi dầu sôi lên là chúng ta cho bánh vào nha. Đây các bạn nhìn bánh đây. Dẻo chưa? Dẻo như sữa ông thọ. Đấy, các bạn bắt đầu đổ xuống nha. Cái bánh của chúng ta nó sẽ tự cái độ dẻo của nó đấy, nó sẽ tự chảy mỏng ra. Cái độ dẻo của cái bánh nó sẽ tự chảy mỏng ra các bạn ạ. Rất là ngon. Đấy, thì chúng ta thì lại bánh chúng ta lại rất chi là mỏng. Mà độ dẻo, độ dai rất là gì nhỉ? Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất đẹp, rất vàng luôn. Rất tròn, rất đẹp. Các bạn cứ làm thử xem mà ăn cái bánh này rất bông, rất chi là ngon luôn các bạn ạ. Rất xốp mà ngon. Các bạn nhìn vàng đẹp chưa? Ngon chưa? Rất nhanh là chúng ta đã xong một cái bánh. Cái bánh này các bạn có thể làm vào cái nồi chiên không dầu cũng được các bạn nhé. Cũng rất là ngon, rất là bông. Chúng ta hoàn thành một cái bánh rất là nhanh. Đây nhá, chúng ta làm ngoài bánh đấy chúng ta làm món bánh khác nhá. Nhưng mà chúng ta cho cái này thì chúng ta cho hơi nhiều dầu một chút. Đấy. Xong rồi chúng ta cho cái bột vào tứ bóng và chúng ta phun làm bánh sợi. Bánh sợi thì nó sẽ giòn, rất chi là giòn. Đấy, chúng ta cho vào trong cái tứ bóng này. Nhà mình làm bánh kia còn ít là mình làm bánh sợi. Hôm nay mình sẽ làm hai loại bánh cho các bạn xem nha. Dẻo quá. Cho hết vào túi bóng cho mình. Chúng ta cho vào túi này. Chúng ta cắt một lỗ nhỏ để cho hết khí ra nha. Và đây chúng ta bắt đầu làm bánh sợi các bạn nha. Tôi sẽ bóp ra làm bánh sợi. Các bạn nhìn thấy chưa?
nó như mì tôm luôn. Rồi chúng ta cho nhỏ bếp thôi, cho to quá là nó cháy đấy, tại vì cái này nó bé mà các bạn cho cái đấy nó cứ để cho nó vàng nó sẽ giòn. Ôi giời. Okay. Để là tôi cho ít thôi, xong là tôi lại phải lật sợi nào nó ra sợi đấy. Cái này chúng ta đảo được kìa. Đấy, cái chòm sợi này là nó sau này. Chòm sợi này trước này. Không sợ cháy đâu các bạn, không sợ cháy cái này cháy đâu. Nhìn thấy thôi nhưng mà tí nữa nó vàng, nó rất là để nguội, nó rất là giòn. Đấy, cái này các bạn dành cho trẻ em, trẻ con thì các em mới rất chi là thích các bạn nha. Đấy, các bạn nhìn thấy chỗ nào vàng rồi các bạn bỏ ra này. Bạn có thể cắt từng khúc vàng một này. Nó cảm thấy các bạn cảm thấy được là các bạn bỏ ra nha. Cái này các bạn để nguội rất là giòn luôn. Tôi cho ngược lên trên này thì đây, cái này được rồi đây. Đây cho ra để cho cái lượt mới vào nha. Các bạn làm cái này cho các em nhỏ ở nhà thì không phải nghĩ luôn. Đây tôi lại cắt hết để phụt lượt mới. Như lò xo thế thì các bạn ạ. Vừa nãy là tôi phải vội quá nên là tôi để nó chèn lên nhau. Các bạn không để chèn lên nhau nữa. Ok. Làm cái này thì rất chi là nhanh. Cứ mỡ sôi lên là vàng ngay. Đây còn bánh bên này là, đây các bạn nhìn đây, một chiếc bánh đây. Tôi vừa làm xong đây các bạn xem đây. Rất là đẹp mà cũng rất là xốp luôn. Đấy. Đây nha các bạn xem nha. Bánh rất chi là xốp, rất là ngon. Đấy, rất nở. Các bạn không cần cho bột nở luôn mà rất nở, rất ngon các bạn ạ. Đây, tôi thử nha. Rất ngon. Chuẩn luôn các bạn. Nếu các bạn làm này bánh mì không là cái gì cả. Các bạn ra ăn bánh mì bơ hay bánh mì gì, các bạn ăn này nó khác hẳn luôn. Ăn ngon luôn. Mà các bạn có thể bỏ một chút thời gian ra để làm cho cả gia đình ăn sáng được các bạn nhé. Đẹp chưa? Thích giòn thì để vàng, mà không thích giòn thì có thể nửa chừng này các bạn lấy ra được rồi.
Các bạn có thể tự sáng tạo được hình, nếu bạn nào dẻo tay có thể làm được hình những con cua, con cá bằng như này nhé. Bạn bóp ra là các bạn có thể vẽ được hình lên trên chảo luôn. À, vẽ ra nha. Xuất sắc không? Quá xuất sắc. Đây các bạn nhá. Đây tôi ăn thử cái này đây. Cái này, cái lò xo của chúng ta nếu mà để vàng đây rất là giòn luôn. Đó, các bạn thấy không? Rất giòn, trẻ con rất thích. Rất là ngon. Video làm bánh của chúng tôi đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nha. Bye bye.